Chào mừng các bạn đến với kênh video Hacker Channel. Hôm nay phòng thủ center sẽ thực hiện video về hướng dẫn thay cặp chiếu sạc iPhone 6s Plus của Apple một cách chuyên nghiệp. Thì ở cái video này thì các bạn thì sẽ thấy được cái quy trình là tháo rời một cái máy iPhone 6s Plus, tháo rời ra, sau đó chúng ta sẽ tiến hành thay cặp chiếu sạc. Khi nào thì các bạn đặt vấn đề là cái cụm chiếu sạc của mình bị hư, nó có những trường hợp như là thứ nhất là cái mic các bạn nói á, thì khách hàng không nghe, nhưng khách hàng mà nói người khác nói cho bạn á, thì các bạn nghe, mà bạn nói cho người khác thì người khác nghe rè rè rạc rạc hoặc không nghe. Đó là dấu hiệu của cụm chiếu sạc và mic của iPhone 6s Plus. Cái thứ hai là các bạn khi vô nước hay khi việc gì đó, hoặc là các bạn sạc không vô, tức là chúng ta phải đặt vấn đề nghi ngờ là cái cụm chiếu sạc nó có vấn đề, thì chúng ta sẽ tiến hành là xử lý cái cụm chiếu sạc iPhone 6s Plus này. Thì ở Hồng Vũ Center thì có thực hiện nhiều cái video về hướng dẫn tháo lắp iPhone 6s Plus này, thì thông qua đó thì các bạn có thể thấy được cái quy trình thay cụm chiếu sạc iPhone 6s Plus như thế nào. Thì ở video này là video thực tiễn để các bạn có thể xem và hiểu được quy trình thay cái cụm chiếu sạc iPhone 6s Plus của Apple như thế nào. Chúc các bạn xem video và có kiến thức đầy đủ về quy trình thay cụm chiếu sạc iPhone 6s Plus, để khi chúng ta gặp những sự cố như Hồng Vũ mới liệt kê hồi nãy thì chúng ta có thể tiến hành khắc phục, hoặc là chúng ta có thể đem tới những tiệm sửa chữa và chúng ta biết được ban bệnh của nó để chúng ta xử lý một cách chuyên nghiệp nhất. Chúc các bạn xem video vui và chúc các bạn thành công khi gặp sự cố của iPhone 6s Plus này, các vấn đề liên quan tới cụm chiếu sạc. Thank you.